Chào mọi người đã quay trở lại với chuỗi video bổ trợ của game 1 trong bài số 9 Tidying My Shoes. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đó. Câu đầu tiên mình có là I can't tie my shoes. Câu này thì khá là đơn giản. Mình sẽ đi vào từng từ một nhé. I can't tie my shoes. Trong đó cái từ lưu ý nhiều nhất đó là từ shoes. Âm này thì mình sẽ đọc là sh, sh, sh. Cái miệng chu ra và mở theo chiều dọc nhé. Sh, u, z, shoes, shoes. Một chiếc giày thì sẽ là shoe. Còn nhiều chiếc giày thường là mình phải đi hai đôi, mình sẽ nói là shoes, shoes. Và điều lưu ý nữa đó là ở chỗ chữ can't và tie. Âm cuối cùng của nó là t và âm đầu tiên của từ tie cũng là t. Vậy thì hai âm này mình xử lý thế nào? Hay là mình đọc I can't tie my shoes. Theo cái file nghe của mình đã nghe rất là nhiều ấy, thì mình thấy là khi mà có hai từ nó ghép vào với nhau như thế này, nó gần nhau ấy, thì chúng ta sẽ chỉ đọc một từ thôi. Nối vào chỉ đọc một từ thôi. I can't tie my shoes. I can't tie my shoes. Ok, đó là cách đọc. Mình đã đọc rồi và các cấp nhận diện được. Và như thế có nghĩa là mình đọc người ta hiểu. Ok. Câu tiếp theo là it's okay, honey. Thì chữ it's kết thúc bằng s nối với o thì mình sẽ có là it's so. It's okay. It's okay, honey. Honey. Ok, mình đi tiếp nhé. Câu tiếp theo là let's do it together. Câu này cũng dễ, mình cùng xem nào. Let's là viết tắt của từ let us, cho nên mình phải bật rõ âm này ra nhé. Let's do it. Do it. Rồi, từ cuối cùng nào. Together. Từ này có 3 âm tiết. Âm tiết đầu tiên đó là t, t, t. Âm thứ hai là ge, ge. Và âm thứ ba là the. Mình đã nói một lần âm này rồi này, rung cổ họng này. The, the, together. Và trọng âm rơi vào âm thứ hai, cho nên mình sẽ đọc to âm thứ hai lên nhé. Together, together, together. Let's do it together. Ok, câu tiếp theo nào. Pull on your laces. Ok, với từ đầu tiên mình sẽ có là u, o, pull. Có âm ừ ở cuối cùng này. Mình phải cong lưỡi nhé. Đưa lưỡi lên chân răng trên. Pull, pull. Tiếp theo là từ on, on. Và chỗ này có nối âm này, mình sẽ nối âm nào. Lawn, lawn. Pull on, pull on. Your, your. Cong lưỡi vào nhá. Your laces. Từ này cũng có hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên là lay. Và âm tiết thứ hai là says, says. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên, nên mình sẽ đọc to âm đầu tiên nhá. Laces, laces, laces. Ok. Rồi. Trong cái file nghe gốc ấy, mặc dù người mẹ nói rất chậm nhưng chúng ta vẫn nghe rất rõ cái việc nối âm này. Pull on your laces. Ok, mình sẽ tiếp câu tiếp theo nhé. Đó. Tie a basic knot. Rồi, mình sẽ có là tie a basic knot. Từ này cũng có hai âm tiết, basic. Đó. Thì cái trọng âm rơi vào âm đầu tiên nên mình sẽ đọc to âm đầu tiên lên nhé. Basic. Rồi, từ tiếp theo là knot, knot. Tie a basic knot. Câu tiếp theo nào. Then make two loops. Vậy từ này nó sẽ bắt đầu bằng từ âm rung cổ họng đúng không? Then make. Rồi, cái từ này make thì đọc cũng nghe cũng được thôi, không sao cả, người ta vẫn hiểu. Nhưng để hay hơn thì mình sẽ đọc đúng cái âm này bằng cách là mình xem nguyên âm của nó, đó là âm make. Chính xác ra nó phải là make chứ không phải là make, đúng không nào? Thì mình sẽ đọc cái từ này hay hơn bằng cách là nói là
make. Okay. Loops. Rồi. Then make two loops. Okay. Mình đi tiếp nhé. Từ bài này nó dễ rồi cho nên mình sẽ đi nhanh hơn nào. Crisscross the loops. Rồi, từ này thì cũng không có gì khó. Đấy. Cr, đúng không? C, r. Nhanh vào nào. Cr. Chris. Còn S ở cuối cùng nhá. Chris. Âm tiếp theo là cr. Cross. Crisscross. The loops. Crisscross the loops. Câu tiếp theo. Ok, mình sẽ có ở đây là âm a. Talk. One. Under. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên này. Under. Nó có hai âm tiết nhé. Thì trọng âm rơi vào âm đầu tiên mình sẽ có là Under. And pull. Tuck one under and pull. Tuck one under and pull. Là câu cuối cùng của bài này nhé. I did it. Câu này lặp lại rất nhiều lần trong bài game 100 rồi đúng không nào? I did it. Nối âm này. Did it. I did it. Ok. Thế bây giờ mình sẽ thử đọc lại một lượt từ đầu cho đến cuối của bài này nhé. Ok. Rồi mình sẽ đọc lại một lần nào. I can't tie my shoes. It's okay, honey. Let's do it together. Pull on your laces. Tie a basic knot. Then make two loops. Crisscross the loops. Tuck one under and pull. I did it. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái video bài số 9 rất là nhanh gọn nhẹ. Rồi và chúc các mẹ học tốt và quay được những video chất lượng nhé. Cũng như là áp dụng được với con mình. Goodbye and see you next time.